Chào mừng quý bà con cô bác quý anh chị. Mất tiêu cái đuôi dài rồi. Bướm nhỏ ở sớm nó gớt ở đâu hả? Đã tới lại với kênh Chiếc Xì Tin Dừa và Xì Tin Đen. Hôm nay Xì Tin Đen sẽ đi Tin biết mang chưa? Hầm giường. Mang sao? Hư rồi. Mang về quê đi hầm giường. Hư luôn hư. Rồi nãy đâu tới vậy? Mang vô. Tại sao kia đi hầm giường vậy mà? Đi giờ đi nè. Đâu? Ừ. Dịch ăn rồi mà. Đây là cái này có thể nấu sữa đậu nành rất là ngon nè, lá dứa là lá dứa ha. Lá dứa rất là thơm luôn, mình thử mình ngắt thử xíu để thơm. Đây là rau nè ha, có dịch nè, quá trời rau luôn. Mình nói đúng tới bạn. Đây Xì Tin Đen hồi sáng là đã nữa đi. Sáng nó tượt đây nè mấy. Tượt hư vậy em. Còn ông nội thì đi đó, tới sợ con chạy luôn. Rồi. Con nó ăn thấy ai quậy rồi nó cắn á. Lại thì đi câu cá. Tin quậy nó đi. Ừ. Nữa. Cháu ra cắn bây giờ. Chứ. Kì. Trời mấy gà mấy đây mổ hết rồi. Đây. Một xịt bách luôn. Trời ơi, miếng gà ăn dữ hả? Thôi mà làm cái món này giờ lâu lắm. Đây. Trời có máy xài bỏ vô chứ gì. Xài gì cái rợt kế. Trời yếu quá. Ừ. Trời vậy mà không chặt cho cha con cái là cho ba cho cái đây mà. Con vịt màu gì? Vịt nè. Màu gì? Con vịt màu xanh đen hôi. Đen hôi, xanh đen hôi cơ. Kìa. Đây. Hầm giường rau. Đi hầm. Ai quậy là nó cắn á. Đi hầm giường rau. Ai ngoan thì nó lại gần, nó thương. Ừ. Ai quậy thì nó cắn. Thấy không? Thấy bên gà phải thương xíu ha. Thải nó thì chút rồi nè. Sáng tiên làm gớt cái móc đâu mẹ, giờ hết kiếm được rồi. Móc của đôi dép gớt luôn rồi. Ủa nó rớt đâu? Nó đi vòng vòng đây không có. Không có rớt mà nó xuất ra rồi. Nó xuất ra đâu đây nè. Khi có cái móc nó mới ấy được như đây nè, sao không thấy đó cái dấu dài nó kìa. Rồi tinh ngoan không, con sẽ đi chụp cá ăn. Ăn đây thì tinh ngoan thấy không. Ủa đang còn mà, nhưng mà ta nhỏ xíu thì có bọc đâu, đâu có phân gì đâu mà. Thải. Ủa? Dữ. Nó đông rồi nó cũng biết lên. Cái này bự dữ hả? Thường lên dữ lắm hả? Tại cá bự mà. Thì mồi bự cho cá bự. Đó cá thì tiếp khác gì. Thì cũng cỡ cá bển á. Mà điều là thả ở đây mới, thả ở kia mới. Đó. Tin con tin dục. Cá này nhỏ hơn mà. Thì cá này như hồ này sao rồi bạn? Bên kia nó có mồi gì. Rồi sao đằng kia có cái hồ nữa kìa mẹ. Đây được coi. Chào ông nào. Làm cái đó ông mới bệnh đó. Ôi có bầy rồng rồng kìa, chắc có lóc á. Có. Ê con thả xa xa xuống. Ở đây cũng có rồng rồng 4 5 con bự bự luôn. Hôm nay mẹ cũng lấy thức ăn nhỏ nhỏ. Thải xuống mương, thẳng xuống mương. Tù. Ok. Nè vậy nè. Ồ khoai khoai khoai. Khoai. Ừ, khoai không? Tin khoai không? Khoai. Tin khoai không? Tin thả nhiều cục vô. Trời mạnh lên. Trời chỗ bà nội luôn. Ui. Trời ơi. Cái này còn hơn đi uống cà phê cá cao nữa. Cá cao. Cá cao. Cái này là uống cà phê coi cá. Cái này uống cà phê giường. Cà phê giường coi cá. Phải thải xa như nội vậy đó. Thải đi. Đứng vậy. Tin thải đi, đi tin thải mẹ. Mạnh lên. Mà nó thải gì nó thải đậu cua rồi sát bên cá có ăn. Ôi đúng rồi. Tin giỏi ghê chưa? Dữ chưa? Đâu tin dục cái nó coi. Dục cái cho quay nè. Dục cái cho quay nè. Dục. 2 3 2. Dục nó cả thấy không? Bây giờ. 2 3, dục xa ra. Dục xa ra con. Xa ra. Xa ra, đây cho qua chỉ cho dục nè. Đây dùng lực.
Ui. Dùng lực nè. Chổi á. Chổi ha. Rồi văng ra hết rồi. Hai ba cục nè. Ui. Coi chú ba. Ui. Ui. Cục ghét không? Thấy chim chưa? Ừ, thấy tên luôn nè. Xa xa thấy ông nội cũng đang câu cá nè. Chị Tiên Đan cũng đang câu cá. À. Thấy chưa? Ui. Dạ. Mũi kêu sáu hỏi à. Cá tây tường bay trong biển nước. Bơi lên đồi xuống. Trời ơi, thải ra nó ra đi tung tăng. Vậy hôm trước nhổ núm cũng mới ra gần đây thôi nè. Đó, góc này đẹp nè. Đó, hay chưa, làm được kìa. Đó. Đinh nhổ má. Hay đã chưa? Ừ. Cha đây. Cha đây, cha đây. Tiếng làm đổ hả? Rồi. Ok.